Kính thưa quý vị, trong ngày 10 tháng 3, đoàn kiểm tra thuộc quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Đầu đã phối hợp với các lực lượng công an và quản lý trật tự đô thị tiếp tục xuống các tuyến đường trên địa bàn để lập lại trật tự lòng lề đường, xử lý những vi phạm về lấn chiếm vỉa hè. Trong suốt thời gian qua, hoạt động này đã lan tỏa ra các quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Hải Phòng và cả thủ đô Hà Nội. Và liên tiếp trong hai ngày 9 và 10 tháng 3, đoàn kiểm tra do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu lại tiếp tục xuống đường. Đoàn kiểm tra bắt đầu ra quân vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 3. Tại các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bình Khiêm và Tôn Đức Thắng, đoàn đã phát hiện một số xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên vỉa hè. Sau khi làm việc với các bên liên quan, đoàn đã lập biên bản xử lý, đồng thời niêm phong và cho di rời một số xe ô tô về trụ sở. 14 giờ 45 phút trên vỉa hè phía trước một nhà hàng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, khi thấy đoàn kiểm tra có mặt tại khu vực này, nhân viên và bảo vệ của nhà hàng đã nhanh chóng di chuyển nhiều chậu hoa đặt trên vỉa hè phía trước nhà hàng vào bên trong. Cũng trên đường Tôn Đức Thắng, ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu dẹp một bãi giữ xe. Cái vỉa hè này này là phần của nhà nước này, mình phải làm bằng cái cốt nền đó. Và tới đây. Và tới đây để xác định đó là cái vỉa hè nhà nước và dẹp cái bãi xe này nha. 15 giờ 15 phút tại khu vực vỉa hè trên đường Hồ Tùng Mậu, đoàn kiểm tra đã cho tháo dỡ nhiều biển hiệu, mái che của các nhà hàng, quán ăn và các hộ kinh doanh tại khu vực này. Đại diện một cơ sở kinh doanh tại khu vực này đã xin ông Đoàn Ngọc Hải cho cơ sở này tự tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, nhưng ông Hải không đồng ý. Nó sập cái lăng ca này đấy, tại nó lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi đấy. Thông cảm đi. Thông cảm thì bây giờ cho người tháo thôi, không cho người tháo, nhưng mà cái sập cái này mấy chục năm của tập thể rồi, mà giờ cái bản nó nằm ở trong cái đó, đâu ở ngoài đâu. Nên anh thông cảm chứ, bây giờ anh làm vậy thì chúng em sập nhà đấy. Ai cũng như ai ấy, tôi sẽ làm cho không có sập. Làm sao đảm bảo được mỹ quan đô thị. Anh nói vậy thì phải chung tay với chính quyền quận 1. Nhưng mà cái này nhà nó cao cái 5 mét thôi mà. Rồi, tôi sẽ làm được nhá. Khoảng 16 giờ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, đoàn kiểm tra đã tiến hành cẩu 3 xe ô tô dừng đỗ sai quy định về trụ sở. Đồng thời, ông Đoàn Ngọc Hải cũng chỉ đạo đập một bức tường được cho là xây dựng lấn chiếm vỉa hè. Trên đường Trương Định thuộc phường Bến Thành, đoàn kiểm tra cũng cho lập biên bản xử phạt một quán ăn buôn bán trên vỉa hè. Cũng tại địa điểm này, ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản và cẩu một xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên vỉa hè. Kính thưa quý vị, những vỉa hè được quy hoạch gọn gàng, thông thoáng là điều mà đa số những người dân ở các đô thị mong đợi. Tuy nhiên, đối với đặc thù phát triển đô thị ở Việt Nam thì vỉa hè còn có nhiều hơn chức năng là lối đi dành cho người đi bộ. Vì thế mà trong cao điểm ra quân giành lại vỉa hè sẽ gây đến những ảnh hưởng đối với một số đối tượng nhất định. Vì vậy, rất mong hoạt động chỉnh trang đô thị tại các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đô thị trên cả nước sẽ diễn ra liên tục, thường xuyên theo đúng trình tự pháp lý, hiệu quả và nhân văn. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.